In today's lesson, we're going to review for the second term test, English 11. All right, let's get started. For the very first part, the pronunciation. Cái này các bạn chỉ cần nhìn vào trong bài là các bạn biết ngay yêu cầu của đề bài là gì rồi đúng không nào? Rồi, câu đầu tiên. Đây là phần mà người ta yêu cầu mình xem cái âm nào được gạch chân sẽ có cách đọc khác với những âm còn lại. Okay, the first one, duty. Vậy thì âm y ở đây vẫn được đọc là e. Next one, system. Âm y đúng không? Diary. Âm y và cuối cùng là identify. Âm i. Vậy thì đáp án của mình ở đây chính là identify. Next one, celebrate. Vậy âm cờ ở đây sẽ đọc là s. Chữ s đúng không nè? Celebrate. Confidence. Cũng là âm s. Convince cũng là âm s. Và cuối cùng là become. Vậy thì chữ này sẽ được đọc là âm k đúng không? Âm k, become. Next one. Câu số 3, từ đầu tiên đọc là motivate. Là âm o, right? Job, âm r. Confident, âm r. Và cuối cùng là responsible, âm r luôn. Vậy đáp án là câu A. Này có motivated hay đi nữa. Rồi tiếp theo câu số 4. Affect, âm e. Alright, affect. Obey, obey là âm a, right? Prevent, âm e. Envelope, âm e. Và đáp án của mình là obey, right? Câu số 5. Teen, âm e, right? Peer, peer, âm e, âm ear, right? Vậy thì đây là âm y và đây là âm ear. Next one, meeting, âm e. Agreement, âm y. Vậy đáp án của mình chính là từ peer. Câu tiếp theo, ở phần này thì người ta sẽ kêu mình tìm stress. Cứ vào mà thấy từ stress chính là âm nhấn. Các bạn xem thử xem từ nào nhấn âm số 1, từ nào nhấn âm số 2. Và cứ vậy mà mình coi cái nào khác thì mình chọn thôi đúng không? Rồi câu đầu tiên của mình, solution. Solution là âm 2. Problem, âm 1. Challenge, âm 1. Và cuối cùng là issue, âm 1 luôn. Vậy đáp án của mình chính là từ solution. Next one, around. Around là âm 2. Pressure, âm 1. Effort, âm 1. Và freedom cũng là âm 1. Vậy đáp án là around. Câu số 3. Learner, âm 1. Curious, âm 1. Achieve, âm 2. Rồi, ảnh luôn đó. Và cuối cùng là laundry, âm 1. Câu số 4. Population, âm 3, right? Các bạn nhớ là thường mà mấy âm mà có từ sân này nè, thường nó sẽ nhấn cái âm ngay phía trước từ sân. Rất là thường xuyên, đặc biệt là những cái âm dài nha các bạn. Nó sẽ nhấn cái âm mặt trước âm sân. Đa phần là như vậy. Vậy population là âm số 3. Hesitation là âm số 3. Similarity, âm 3. Và cuối cùng là cyberbully, âm số 1, right? Cyberbully mình đã học trong lớp rồi, nó chính là việc bạo lực trên mạng. Câu số 5. Campaign, âm 2, right? Complain, âm 2. Issue, âm 1. Và cuối cùng là direct, âm 2. Rồi, cô nhắc lại là âm nhấn mình sẽ nhấn ngay âm có dấu sắc, hoặc là mình sẽ nhấn phía sau âm có dấu quyền. Mình sẽ nhấn phía sau âm có dấu nặng, được chưa? Quên thì ghi chú lại giùm cô nha. Cái này mình đã nhắc ở tất cả các bài, cô đều nhắc đi nhắc lại rồi. Rồi bây giờ mình qua đến phần vocab and preposition. Câu đầu tiên, mấy cái này các bạn chủ yếu là ở phần bài đọc mình sẽ tập trung nhiều vào cái phần dùng mẹo nha các bạn. Mẹo nó sẽ quan trọng hơn là cái việc dịch chỉ để check lại, chứ mình không dịch toàn bộ để chỉ làm một câu. Ok. Rồi, câu đầu tiên.
Câu này mình có cô liếc lý lý qua cô thấy có một cái cụm rất là quen thuộc, đó chính là by herself. By herself sẽ dịch là tự. Trước động từ nằm gần nó nhất và động từ nằm gần nó nhất chính là chữ do đây nè, đúng không? Vậy thì mình sẽ dịch là cô ấy thích tự làm mọi thứ. Vậy thì khi mà thích tự làm, cứ cái gì đó mà tự mình làm thì chắc chắn là một con người sao? Đúng rồi, independent, độc lập. Câu số 2. Con nít có thể earn được, có thể kiếm được cái gì đó của ba mẹ, có thể đạt được cái gì của ba mẹ bằng cách thành thật. Vậy thì ở đây từ khóa của mình là từ thành thật. Khi các bạn thành thật thì chắc chắn các bạn sẽ earn được cái gì? Đúng rồi, các bạn sẽ earn trust, niềm tin. Được chưa? Earn trust sẽ liên quan tới từ honest. Âm này âm H câm nha các bạn, honest. Câu số 3. Người học có thể tăng cái gì đó. Đây, mình có boost there. Đây là cụm nha mấy bạn. Tăng sự tự tin đúng không? Mình dịch là tăng sự tự tin thì ở đây các bạn cần một danh từ. Vậy thì danh từ sự tự tin chính là từ confidence, có đuôi cò e nha. Vậy thì mình học nguyên cụm là thuộc, mai mốt mình sẽ nói được luôn. Boost their confidence là tăng sự tự tin. Câu số 4. Dễ ẹt. Mình thấy có từ ideas sẽ đi chung với cụm come up with ideas là đưa ra ý tưởng, cụm là thuộc thôi nha. Come up with ideas là đưa ra ý tưởng. Câu số 5. It's important not to. Đúng rồi, cụm này mình đã học rồi luôn là get into the habit. Get into the habit là hình thành thói quen. Very good. Câu số 6. Cái việc mà các bạn thấy đi vòng quanh, by yourself là tự đúng không? Mình dịch trước động từ nằm gần nó nhất là chữ get nè. Tự đi vòng quanh bằng các phương tiện công cộng, bằng cách đi bộ, hoặc là bằng cách, này dấu phẩy không? Này không có dấu chấm này nha. Hoặc là bằng cách đi xe đạp là một cái gì? Đúng rồi, kỹ năng sống cơ bản. Vậy mình có cụm là basic life skill. Được chưa? Và các bạn thấy là có việc tự đi lại, từ khóa của mình là tự đi lại được, chính là một basic life skills. Câu số 7. You should use. Bạn nên sử dụng chấm chấm chấm. Mình có thể sử dụng công cụ gì? Và từ khóa đây chính là plan your work, lên kế hoạch trong công việc. Very good. Để lên kế hoạch thì mình sẽ sử dụng công cụ quản lý thời gian. Very good. Time management tools sẽ liên quan đến từ plan your work. Câu số 8. Becoming chấm ba chấm thì quan trọng cho teenagers, đặc biệt khi mà họ rời khỏi trường học. Khi mà mình rời khỏi trường thì mình phải trở nên sao? Đúng rồi, trong tất cả các từ này thì chỉ có câu A là đúng, independent, độc lập. Trở nên độc lập thì quan trọng cho teenager, đặc biệt khi rời khỏi trường. Mình có câu B, comfortable là thoải mái. Nghe nó không đúng ha. Trở nên thoải mái thì quan trọng. Hơi kỳ. Dependent là phụ thuộc. Và câu D, determined. Từ determined này mình đã học rồi, còn nhớ không? Học ở unit ở trên bài thi học kỳ 1. Một cái determined man, còn nhớ không nhỉ? Ráng nhớ lại coi. Đúng rồi, một người có quyết tâm cao đấy. Một người rất là kiên quyết trong công việc, kiên định trong công việc. Câu số 9. Các bạn chọn đáp án nào? Đúng rồi, mình có cái cụm làm gì đó học sinh. Vậy thì ở đây mình
không có dùng được từ nào khác ngoại từ motivate, đúng không? Động viên những học sinh. Đây mình có come up with là đi chung với từ ideas, đưa ra ý tưởng, make use of, tận dụng hoặc là lợi dụng học sinh, dịch vô đây nghe nó kỳ đúng không? Và cuối cùng là decide, quyết định học sinh, không đúng. Cô dịch sơ lại câu cho các bạn ha. Có nhiều cái thứ materials là cái thứ gì đó mà trong này nó nói về việc học thì chắc là tài liệu học tập rồi. Có rất là nhiều tài liệu tự học thú vị trên mạng, cái mà có thể tạo động lực cho học sinh để thực hành tiếng Anh ở nhà. Câu số 10. Mình có cái skill gì, phát triển kỹ năng gì mà mình phải keep a diary? Diary là gì ạ? Đúng rồi, mình phải keep một cái cuốn sổ nhật ký về những cái công việc và nhiệm vụ. Chính là kỹ năng quản lý thời gian, đúng rồi. Mình phải viết một cái cuốn nhật ký của mình phải làm gì, mình làm gì, làm gì, thì chính là kỹ năng quản lý thời gian đó, time management skills. Rồi, câu tiếp theo giúp cô. Câu số 11. Người ta kêu mình chọn từ đồng nghĩa đúng không? Make use of chính là take advantage of. Cụm này nó mang hai nghĩa, nếu như nghĩa tích cực thì là tận dụng, nghĩa tiêu cực sẽ là lợi dụng nha các bạn. Cái nào cũng có chữ dụng trong á. Rồi. Câu số 12. Câu này dễ ẹt luôn. Câu 12 là skill gì mà có liên quan tới từ time nè. Đúng rồi, liếc vô thấy có từ time thì chính là time management skills. Câu số 13. Cụm này dễ ẹt. Decision gì skills? Decision making, đúng rồi, kỹ năng đưa ra quyết định. Decision making skills là cụm chỉ cần học thuộc là xong. Câu số 14. Motivate sẽ bằng nghĩa với từ, cái này là tự động nghĩa muôn thuở của tụi nó luôn rồi. Motivate sẽ bằng nghĩa với, đúng rồi, encourage, là khuyến khích, động viên, đúng không? Mấy cái nào mà mình làm mẹo được thì mình sẽ lướt qua ha các bạn. Còn việc dịch câu là để làm gì? Double check lại xem đáp án của mình có đúng hay không. Bài đọc mình sẽ tập trung vào kỹ năng nhiều hơn là chỉ đi cứ dựa hẳn tất cả vào trong cái việc phải dịch mới làm được nha các bạn. Nếu các bạn chỉ dựa tất cả vào việc dịch thì những câu mà các bạn chỉ dịch được một hai từ, các bạn sẽ không bao giờ làm ra được đáp án. Được nha. Tại vì mình mất đi cái khả năng tin tưởng vào bản thân, vào cái reading skills của mình. Ok. Rồi, câu số 15. Influences. Influence là sự ảnh hưởng. Nó lại có một cái từ đồng nghĩa muôn thuở với nó, chính là từ impacts, right? Impacts hoặc là impacts tùy cách đọc ha. Rồi, influence sẽ bằng với impacts. Câu số 16, try the ... of your time. Mình có cái cụm of này nè, quen không? Mình có cái gì of? Cụm gì nãy giờ gặp rồi. Đúng rồi, make use of your time. Vậy cụm này mình sẽ dịch là tận dụng thời gian của bạn. Try to make use of your time. Câu số 17. Ai ... dễ ẹt cái gì, the habit. Very good. Get into the habit. Mới nói bên trên xong đúng không? Phải có thói quen making my bed nè, dọn giường đúng không? Vậy thì đây mình chỉ cần học cụm của nó thôi, making the habit of. Có thói quen làm gì? Câu 18. Trời dễ ẹt. Take. Này cụm mình học ở học kỳ 1 rồi luôn á. Nhớ lại coi. Đúng rồi. Take responsibility. Với từ gì ta? Dễ lắm luôn. Đúng rồi. Take responsibility for. Nghĩa là chịu trách nhiệm. Very good. Câu số 19. Independent sẽ bằng nghĩa với từ gì? Independent là độc lập, tự lo cho mình được, đúng không? Tự chủ rồi đó. Vậy thì independent sẽ bằng với, very good, self-reliant. Self-reliant là
Rely là phụ thuộc đó, tự phụ thuộc vào bản thân đó, bằng nghĩa với independent. Được chưa? Câu tiếp theo, câu số 20. Phát triển một cái kỹ năng gì đó. Ở đây ha, các bạn thấy có of là giới từ. Sau giới từ có hai dạng, một là verb in, hai là noun phrase cụm danh từ. Và ngay đây các bạn thấy rồi, đáp án không hề có verb in, vậy thì chắc chắn ở đây là điền danh. Vậy thì danh từ ở đây là câu C hoặc câu D mà thôi, vậy đây mình dịch sơ sơ. Phát triển cái năng lực gì đó có thể giúp học sinh. Mình thấy có thể giúp ai đó chính là mang nghĩa tốt, đúng không? Vậy thì phía trước cũng phải mang nghĩa tốt. Vậy thì responsibility là sự chịu trách nhiệm và câu D là sự không có trách nhiệm. Vậy thì từ nào mang nghĩa tốt? Đúng rồi, câu C. Phát triển cái sự chịu trách nhiệm có thể giúp học sinh vượt qua những cái thách thức trong cuộc sống. Câu số 21. Curiosity là sự gì? Sự tò mò. Sự tò mò là một gì ạ? Đúng rồi, sự tò mò là một tính cách, characteristic. Câu số 22. Trời ơi, cụm này dễ ẹt. Cái gì money? Learn how to gì money? Học cách làm gì tiền? Đúng rồi, học cách quản lý tiền bạc. Câu 23. Self study. Cái việc tự học gì đó mang cho người học cái sự chấm chấm chấm. Đúng rồi, cái việc tự học mang lại cho mình sự tự do khi học. Nó tự do ở chỗ là bởi vì mình có thể sao tự quyết định nè. Vậy thì từ khóa của mình bên trên này đó chính là từ quyết định. Mình có thể tự quyết định học cái gì và học khi nào. Được chưa? Mình quyết định được học cái gì và học khi nào thì đó chính là sự tự do, freedom. Sẽ liên quan đến what and when. Câu tiếp theo, câu 24. Nó thì brave, dũng cảm, để chấm chấm chấm, bullies. Đúng rồi, cụm của mình chính là stand up to those bully. Có nghĩa là chống lại những kẻ bạo lực, những kẻ ăn hiếp, đúng không? Những kẻ hay hiếp người khác, bullies. Mình có cụm là stand up to, là chống lại. Ủa sao khúc này cô tô? Ý da, đúc cô xem cô lỡ tô, cô quên xóa. Mà không có đáp án không sao. Rồi, câu số 25. Câu số 25 các bạn nhìn vào các bạn thấy ngay có từ social media, đúng không? Social media là mạng xã hội rồi. Mạng xã hội thì nó sẽ có cái risk gì trên mạng xã hội? Các bạn thấy từ risk. Social media thì nó sẽ mang theo một cái rủi ro chính là cyber bullying. Mới dịch xong lúc nãy cyber bullying nghĩa là gì vậy kìa? Đúng rồi, bạo lực mạng. Câu số 26. We need to focus. Focus đi chung với giới từ on. Very good. Mang nghĩa là tập trung vào cái gì đó. Câu số 27. Cụm nữa. Deal gì? Đúng rồi. Deal with. Very good. Câu số 28. The purpose of the article was to draw attention. Draw attention to the problems. Very good. Câu số 29. I feel embarrassed when my friends made fun of my hair. Embarrassed. Mình có từ embarrass là xấu hổ đó các bạn. Tôi cảm thấy xấu hổ khi mà bạn bè nó chọc quê, make fun of là chọc quê, cụm này hay học đi. Make fun of là chọc quê, đúng không? Chọc quê tóc của tôi. Vậy thì embarrass sẽ bằng nghĩa với từ ashamed. Quê đó, xấu hổ đó. Câu 30.
cô ấy luôn luôn là odd one out ở trường. Vậy với những cái cụm mà mình không thể dịch ra như vậy thì chịu khó dịch cả câu. Cô ấy không có nhiều bạn. Vậy là một người, cô ấy là một người chấm 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 và cô ấy không có nhiều bạn. Vậy thì câu này các bạn nghĩ rằng nó mang nghĩa tốt hay nghĩa xấu? Đúng rồi, nó mang nghĩa xấu đúng không? Cô ấy luôn luôn sao sao đó nên cô ấy mới không có bạn. Vậy đáp án chính là câu D, đúng rồi. A distinct person là một cái người luôn luôn sao vậy? Xa cách, khác biệt với mọi người khác ở trường. Câu số 31. 2 triệu người đang sống. À, mình có từ poverty học thuộc thôi các bạn. Poverty là sự nghèo đói. Sự nghèo đói sẽ đồng nghĩa với từ. Đúng rồi, hardship. Câu số 32. The most pressing question. Đây là từ hay nha các bạn. Người ta có thể dùng để người ta viết bài trong IELTS nữa đó. Pressing question chính là urgent question. Cấp bách đó các bạn, câu hỏi cấp bách. Câu số 33. Many cities are facing the problem of. Đây nè, các bạn có more people. Nhiều người moving to urban areas. Cứ có nhiều người đi đến khu vực thành thị thì mình sẽ bị tình trạng đó chính là gì? Ai cũng đổ xô về thành thị thì mình sẽ bị. Đúng rồi. Overpopulation. Ai cũng đổ xô về thành thị thì những cái thành phố phải chịu cái vấn đề là overpopulation, quá tải dân số đúng không? Rồi, câu số 34. Chúng ta nên giúp cảnh sát. Giúp cảnh sát, mình có fight là chống lại rồi ấy. Mình phải giúp cảnh sát chống lại gì? Đúng rồi, giúp cảnh sát chống lại thì chỉ có thể chống lại crime, các cái tội ác, các cái sự phạm tội. Nếu chúng ta muốn sống trong khu vực an ninh. Câu số 35. Cách tốt nhất để stop, the best way to stop. Đây, accept difference in size and shape. Mình phải chấp nhận sự khác biệt ở kích cỡ và hình dạng của con người. Vậy thì mình sẽ stop được cái gì? Mình chấp nhận được cái sự khác biệt chính là mình stop body shaming. Đúng rồi đó. Body shaming thì không cần phải dịch làm gì rồi. Easy to understand, right? Mang ngoại hình của người khác ra làm trò đùa đúng không? Câu 36. Đây, nạn nhân của physical. Nãy hổng cô dạy em trường rồi. Các bạn thấy có từ bruises là vết bầm. Khi một người mà có vết bầm, nhớ học từ này nha. Bruises là vết bầm. Khi một người mà có vết bầm trong người. Đúng không? Vậy thì chính là họ chính là nạn nhân của gì? Bạo lực, right? Nạn nhân của physical bullying là bạo lực về thể xác. Câu số 37. Mình có cụm luôn. Suffer from là chịu đựng. Chịu đựng cái gì đó chính là lo lắng. Khi mà các bạn lo lắng chính là các bạn suffer from depression. Worry chính là suffer from depression. Được chưa các bạn? Nhưng mà từ worry sẽ không bao giờ hay bằng cụm suffer from depression. Cụm này nếu như các bạn có muốn học IELTS thì đây là cụm vàng của bài thi. Học nha. Mình sẽ đổi từ worry, thay vì dùng từ worry, sau này mình sẽ đổi lại thành cụm suffer from depression. Ok. Điểm các bạn sẽ được nâng lên khi các bạn dùng cụm từ thay cho những cái từ đơn như vậy. Rồi, câu số 37 là xong nha. Câu 38. Rồi, mình có cụm là raise money đúng không? Gây quỹ. Cho người gì? Đúng rồi, mình có raise money thì chỉ để giúp cho people living in poverty.
poverty mới gặp rồi ha. Tra lại xem nghĩa là gì nhé. Mà mình raise money để mình giúp người gì? Đáng được nghĩa liền. Đúng rồi, người nghèo đó. Câu số 39. Liếc vô nhìn thấy social media thì chính là cyber bullying on social media. Đúng không? Câu số 40. Bullying. Cái gì đó của bullying câu trên mới gặp xong. Đúng rồi từ. Victims of bullying. Nạn nhân của việc bạo lực đúng không? Câu số 41. Mình có game gì mà họ không cho phép trẻ con chơi game gì? Đúng rồi, game bạo lực. Violent video games. Câu tiếp theo, câu số 42. We should raise people awareness. Awareness luôn đi chung với giới từ. Oh, very good. Đây là cụm vàng từ xưa giờ mình học từ lớp 10 lên luôn á. Awareness of là sự nhận thức về vấn đề gì. Câu 43.bullying. Nó gồm có language, offensive language, những ngôn ngữ gây thù địch này đúng không? Khi mà các bạn tấn công ai đó mà bằng ngôn từ thì đó chính là nói đúng không? Vậy thì từ nói chính là verbal. Verbal bullying là tấn công người khác bằng ngôn từ. Câu số 44. Cải thiện yourself gì đó là một cách để giải quyết cái việc bị người ta body shaming. Đúng rồi, mình chỉ cần tự tin về bản thân thì người ta có body shaming cũng không thành vấn đề gì hết. Câu số 45. Depression, đúng rồi. Sự buồn bực đúng không? Chính là serious mental health. Chính là một cái tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Mối lo ngại về sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đó chính là cái gì? Sự buồn khổ trong lòng, right? Và các bạn nhớ là nếu như khi mình đi học và mình bị bạo lực ở nhà trường thì rất đơn giản, báo với giáo viên và báo với gia đình. Đừng bao giờ tự suffer một mình nha. Bởi vì chắc chắn khi các bạn nói ra sẽ có người giúp đỡ. Rồi câu số 46. Schools often have ... Đúng rồi, trường học sẽ có những cái động thái sau đó để protect, bảo vệ đúng không? Bảo vệ học sinh, vậy là trường học sẽ có những động thái. Đúng rồi, chống lại bạo lực học đường để bảo vệ học sinh. Vậy thì đây mình sẽ học là trường học có động thái chống bạo lực học đường và protect students là bảo vệ học sinh. Câu số 47. My parents don't want me to hang. Cụm đi chơi với bạn bè là hang out with. Câu 48. Cái kỳ vọng của ba mẹ mà cao á, những cái kỳ vọng cao của ba mẹ, mình có từ expectation là kỳ vọng, sự kỳ vọng của ba mẹ. Vậy là sự kỳ vọng cao của ba mẹ có thể sẽ mình có cái cụm luôn, khỏi cần phải học cái kia. Put under pressure. Đó chính là chịu áp lực đúng không? Vậy thì đây là put under peer pressure, chịu áp lực đồng trang lứa. Put under peer pressure là chịu áp lực đồng trang lứa ha. Rồi câu số 49. Đây, gặp lại từ khóa vàng của mình đó chính là bruises. Những cái sự bầm dập trên cơ thể đúng không? Vết bầm trên cơ thể. Vết bầm trên cơ thể sẽ liên quan đến từ physical bullying. Và câu cuối cùng, many teenagers struggle đi chung với giới từ with. Phải chống chọi đúng không? Với những cái vấn đề xã hội gì đó. Cụm ha, cụm thì mình học thuộc struggle with. Rồi, giờ mình qua đến phần speaking nha. Câu đầu tiên,
My final exam is tomorrow. Này chịu khó dịch nha, đến phần speaking là đôi khi các bạn không dịch được các bạn làm không ra đó. Final exam, ngày mai đến final exam rồi thì bạn này sẽ nói gì? Good luck, chúc may mắn nha. Đúng rồi đó. Câu số 52. Chúng tôi đi đến Nha Trang vào kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rời khỏi vào ngày mai. Thiệt hả? Đi chơi, khi mà người ta nói người ta đi chơi, we going to Nha Trang gì đó. Ta nói người ta đi chơi là mình luôn luôn chúc. Đi chơi vui nha, have a good time. Rồi câu tiếp theo. Tôi sợ rằng cái sự kiện từ thiện ngày mai bị cancel do thời tiết xấu quá. Vậy thì chỗ này nói làm sao? What a pity. Tôi e rằng cái sự kiện ngày mai sẽ phải cancel rồi. What a pity. Trời ơi, thiệt là buồn ghê. Nó dịch vậy á ha, giống tiếng Việt á. Thiệt là chán ghê á, thiệt buồn ghê luôn á. Rồi câu số 54. Thì tới nơi mà gặp ngay câu này nữa. I just failed my test. Tao mới thi rớt rồi. Vậy bạn này trả lời thì sao? Đúng rồi, ai nói cái gì mà nghe thấy tội nghiệp thì mình sẽ luôn luôn nói là I am sorry to hear that. I am sorry, ngoài cái nghĩa xin lỗi, nó còn mang nghĩa là mình rất lấy làm tiếc. Các bạn nhớ dùm cô là cứ ai nói một cái gì đó mà buồn, bản thân người ta xảy ra những chuyện buồn thì mình sẽ luôn luôn đáp lại bằng câu I am sorry to hear that. Rồi, Su nó kêu là đi nghỉ vui vẻ nha. Vậy thì Jen nó sẽ nói lại sao thường. Thì mình sẽ cảm ơn nha, thank you. Nhưng mà hai cái thank you ở đây nó rất work hả? Thanks for your compliment. Cảm ơn vì lời khen, vô duyên. Rồi, cảm ơn vì cái bạn đã làm cho tôi, vô duyên luôn. Vì dịch không được, you're welcome. Không sao đâu, hoặc là bạn được chào mừng mà. Nghe nó rất work, vậy chỉ có thể là câu ê, bạn cũng vậy nha, có kỳ nghỉ vui vẻ nha. Vậy thì bạn này đáp lại là bạn cũng vậy nha. Rồi, câu số 56. I wish you best luck in your new position. Mình chúc bạn cái sự vui vẻ nhiều nhất trong cái vị trí của bạn. Khi người ta chúc mình thì mình sẽ luôn luôn trả lời là thank you for your wish. Cảm ơn vì lời chúc. Còn câu dê cảm ơn mình sẽ không quên bạn, nó không đúng nha. Đúng không? Cái này nó bắt đầu nó có gài và nó khó hơn rồi đó. Câu số 57. Chào Jen nha, chúc mừng sinh nhật bạn. Vậy thì Jen sẽ trả lời lại sao? Đúng rồi, tôi chúc mừng sinh nhật thì thank you. Rồi trên này, Happy New Year, chúc mừng năm mới nha. Tới đây là được rồi nè. Chúc bạn có một năm tràn đầy hạnh phúc gì đó, phía trước gì đó, kệ nó ha. Rồi chỉ cần chúc mừng năm mới là lời chúc. Vậy thì mình sẽ trả lời sao? Thanks, hope your wishes come true. Cảm ơn nha, mình cũng hy vọng lời chúc của bạn thành sự thật. Câu số 59, chấm chấm chấm, nói gì mà bạn này sẽ nói là chúc may mắn nha. Khi người ta nói chúc may mắn thì chắc chắn là mình nói mình sẽ có một cái cuộc thi gì đó, đúng không? Giống câu trên. Vậy đáp án của mình là câu C, đúng rồi. Mình sẽ thi vào chiều nay. Câu số 60. Jack đi đến London để học vào tuần sau. Vậy thì Betty nó sẽ nói gì với Jack? Chúc may mắn lần sau hả? Trời đất ơi. Đúng rồi, have a nice trip. Có chuyến đi vui vẻ bình an nha. Và Jack sẽ trả lời lại là cảm ơn. Rồi câu 61. Mình e rằng mình không thể đi với bạn, mình có nhiều thứ phải làm vào hôm nay lắm. Vậy người này sẽ trả lời sao? What a shame. Ôi trời ơi, sao mà chán vậy? Khi người ta từ chối làm gì đối với mình sẽ trả lời là what a shame. Ôi thiệt là buồn ghê. Câu số 62. Nữa. Tao thi rớt vì đi lái xe ngày hôm qua. Vậy thì Tom sẽ trả lời sao? Đúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau nha. Nghe chua cay dễ sợ. Better luck next time. Đừng để người ta chúc cái này, đừng để người ta nói câu này sau khi mình thi tiếng Anh xong nha. Ô là trời.
Câu 63. Laura đang nói chuyện với Maria về cái việc mà thất bại khi nộp đơn xin việc. Laura nói sao đó mà Maria nói là không sao đâu, chúc may mắn lần sau. Vậy Laura sẽ nói gì? Đúng rồi, mình đã không nhận được position, ở đây là vị trí nha các bạn, vị trí trong công việc á, mình đã không nhận được cái vị trí trống đó rồi, mình không có được nhận vào cái vị trí trống trong công việc đó rồi. Vậy thì bạn này sẽ nói sao? Không sao đâu, chúc may mắn lần sau. Câu số 64. Mình đã không làm tốt cho cái kỳ thi của mình. Thì Maria mới nói làm sao ta? What a shame. Thiệt là buồn, thiệt là tội quá đi. Rồi, cuối cùng có 65. Nó chính là Emily, nó chính là sinh nhật của Emily. Và Charlotte đã đến nhà cô ấy để ăn tiệc sinh nhật. Vậy Charlotte sẽ nói là chúc mừng sinh nhật nha, đây là món quà nhỏ cho bạn. This is a small present for you. Vậy thì bạn này sẽ nói làm sao? Trời ơi đẹp quá vậy. How beautiful it is. Thanks. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu qua phần grammar. Grammar thì phần này bắt buộc học thuộc là làm được, được nha các bạn. Và việc đầu tiên là các bạn phải thuộc được nghĩa, và việc thứ hai các bạn phải thuộc được cách dùng của các anh liên kết từ trong câu này. Từ đầu tiên mình có đó chính là từ besides. Nhớ là sau lưng của ông besides thì sẽ là besides that, besides this gì đó, sẽ là dấu phẩy nha các bạn, không có dấu phẩy xài không được. Nghĩa là bên cạnh đó. Ghi vào học nha. Mấy cái này quan trọng, tại vì nó sẽ theo các bạn cho đến ngày nào các bạn còn học tiếng Anh thì những từ này vẫn sẽ còn theo các bạn dài dài. Nó sẽ theo các bạn như hình với bóng, không bao giờ các bạn tách được khỏi cái đám này đâu, nên học luôn đi. Rồi tiếp theo là in addition to. Thêm vào đó thì nếu như dịch thì besides và in addition to, dịch cái nghĩa nó giống nhau rồi các bạn. Là các bạn thêm ý vào một vấn đề, các bạn sẽ dùng hai ông này. Rồi, although, though hay even though đều mang nghĩa là mặc dù. Và sau lưng của although, though hay even though các bạn sẽ cộng với một cái câu S cộng V, được chưa? Rồi, câu số 4, in spite of, despite. Cũng là mặc dù, tuy nhiên sau lưng của tụi nó sẽ cộng với, các bạn thấy có chữ of ở đây là uy tín rồi, giới từ đó. Sau giới từ một là cụm danh từ, hai là verb in. Được chưa? Tiếp theo mình có cụm by contrast, trái lại. Nhớ là sau by contrast phải có dấu phẩy ngang. Tiếp theo mình có từ therefore, vì vậy. Therefore cũng phải có dấu phẩy. Nhưng mà mình có chữ vì vậy là chữ so á, thì nó lại không có phẩy. Lạ lùng chưa? Nên mấy cái này các bạn phải học kỹ là vị trí liệu phía sau lưng tụi nó có phẩy hay không. Tại vì cái này các bạn học để thi ở trường hay các bạn muốn nâng cao lên thi IELTS thì cái này cũng rất quan trọng. TOEIC sau này nó cũng sẽ còn những ông này luôn, nên bài này có thể gọi là một bài rất quan trọng, gắn bó với các bạn rất nhiều nha, cho tương lai sau này của mình học nữa. Từ tiếp theo đó chính là từ moreover. Thêm vào đó, moreover nó sẽ được xếp chung với besides và in addition. Cách dùng của nó là các bạn thêm một cái ý gì đó phía sau câu phía trước. Rồi chưa? Vậy thì cái này sau lưng của moreover cũng bắt buộc phải có dấu phẩy luôn. Cái này phải học nè. However là tuy nhiên. However tuy nhiên có nghĩa là ví dụ câu trước bạn khen là anh ấy thì rất là giàu. Tuy nhiên anh ấy lại là một red flag. Vậy thì hai câu nó phải trái nghĩa với nhau thì các bạn mới được dùng however. Và nhớ giùm cô, nó phải có dấu phẩy luôn. Tiếp theo mình có từ because bằng với as và bằng với since đều mang nghĩa là bởi vì, cách dùng y hệt với because ha. Và mình có because of. Có thấy chữ of là uy tín rồi, giới từ nè, sau giới từ một là verb in, hai là cụm danh từ, đúng rồi.
Rồi, câu 11. As a result, như là một kết quả. Hoặc là as a consequence, cũng là kết quả là, như là một kết quả. Hai anh này dịch y chang nhau, cách dùng y hệt nhau. Nên chỉ việc học thuộc ha. Rồi, bây giờ mình làm bài này là bắt buộc các bạn phải dịch rồi. Các bạn không dịch thì rất là khó làm ra. Ok. Rồi. The underground. Underground là tàu điện ngầm đúng không? The underground tàu điện ngầm thì rẻ. Chấm chấm chấm. Nó thì nhanh hơn xe lửa nữa. Các bạn thấy hai cái này nó đều đang khen đúng không? Đi cái gì đó mà vừa rẻ mà còn vừa nhanh. Vậy thì các bạn thêm ý các bạn sẽ dùng moreover. Tàu điện ngầm thì rẻ, ngoài ra nó còn nhanh hơn cả xe lửa nữa kìa. Câu tiếp theo, câu số 2. Cô ấy nói chậm mà tôi không hiểu. Vậy thì đây chính là, đúng rồi, mặc dù cô ấy nói chậm mà tôi vẫn không hiểu. Under. Ở đây mình có từ despite cũng là mặc dù nhưng xài không được. Lý do là bởi vì sau lưng despite nó chỉ được cộng với một là verb thêm in, hai là gì? Cụm danh từ mà thôi. Được chưa? Nên despite vào đây nó sai, tại vì chữ she là chủ ngữ của câu rồi. Nóng quá chừng nóng đi. Rồi, câu tiếp theo, câu số 3. Trời mưa nặng hạt, chúng tôi vẫn đi đến trường đúng giờ. Vậy thì các bạn sẽ nói là mặc dù trời mưa nặng hạt, chúng tôi vẫn đến trường đúng giờ, đúng không? Vậy mặc dù là although hoặc là despite này thôi nè. Right? Tuy nhiên, despite thì cộng với cụm danh từ. Mà ở đây mình có chủ ngữ is rồi động từ đàng hoàng. Nó là SV nên bắt buộc phải dùng even though. Nhớ chưa? Câu tiếp theo. Chuyến đến thăm Nhật Bản đã bị delay bởi vì cái việc bị bệnh của vợ tôi. Và cái này không phải là câu. Các bạn chỉ thấy đây là một cái cụm danh từ dài mà thôi. Vậy thì bởi vì ở đây các bạn sẽ không dùng because mà các bạn bắt buộc phải dùng because of. Bởi vì phía sau lưng này chính là một cụm danh từ. Được nha. Câu số 5. Minh có một cái chứng nhức đầu rất kinh khủng. Chấm chấm chấm. Anh ấy vẫn muốn đi đến trường. Đúng rồi. Minh bị nhức đầu, tuy nhiên anh ấy vẫn muốn đi học. However. Câu tiếp theo, câu số 6. Chị của tôi sẽ đi máy bay đến Singapore. Mặc dù cô ấy không thích đi máy bay, đúng không? Vậy đây có một chữ mặc dù duy nhất chính là từ though. Dễ mà. Rồi, câu tiếp theo. Mẹ của Jen bị bệnh. Chấm chấm chấm. Anh ấy phải ở nhà để chăm sóc cô ấy. Vì vậy, đúng rồi. Mẹ bệnh vì thế nên phải ở nhà để chăm sóc mẹ, đúng không? Therefore. Sao con nhớ Jen là con gái ta? Sao này hi ta? Chắc đề nhầm quá. Rồi, câu tiếp theo nha. Câu số 8. They ask me to wait for them. Họ yêu cầu tôi đợi họ. Chấm chấm chấm. Họ đã không trở lại. Đúng rồi. Họ kêu đợi, tuy nhiên họ không có quay lại. However. Câu tiếp theo. Nhiều người vẫn tin anh ấy rất nhiều. Chấm chấm chấm. Anh ấy thỉnh thoảng nói xạo. Đúng rồi, mặc dù. Nhiều người vẫn tin anh ấy, mặc dù thỉnh thoảng anh cũng nói xạo. Đây mình có từ although và despite. Vậy thì đây mình chọn although, đúng rồi. Tại vì có S nè, có chủ ngữ và có V. Được chưa? Có chủ ngữ và có V thì phải dùng although. Sao although là S cộng V. Câu số 10. Mary cố gắng để học càng chăm chỉ càng tốt. Chấm chấm chấm, lấy học bổng.
Đúng rồi, bởi vì cô ấy muốn lấy học bổng. Mình không chọn because of là bởi vì sao? Because of là một verb in hoặc là một cụm danh từ. Mà ở đây mình có chủ ngữ, có động từ chính là câu rồi, đúng không? Câu tiếp theo, câu số 11. Anh ấy đã không mặc quần áo ấm. Mặc dù đúng thời tiết lạnh vào mùa đông đúng không? Phía sau này các bạn có thấy động từ chính không? Không có đúng không? Vậy thì mặc dù ở đây các bạn không chọn được although, bắt buộc phải chọn in spite of. Câu tiếp theo, câu 12. Tom không thể nhận được công việc. Chấm chấm chấm, anh ấy không thể nói tiếng Anh tốt. Tom không nhận được công việc bởi vì, đúng rồi, bởi vì anh ấy không thể nói được tiếng Anh. Câu 13, chấm 3 chấm, anh ấy biết cái mối nguy hiểm của việc hút thuốc. Anh ấy vẫn không thể từ bỏ. Đúng rồi, mặc dù biết được mối nguy hiểm của việc hút thuốc vẫn không từ bỏ được. Vậy đây mình thấy có chữ he. Và phía sau lưng có động từ. Có S, có V thì bắt buộc phải dùng... Đúng rồi, though. Câu 14, chấm 3 chấm, their poverty. Đúng rồi, mặc dù sự nghèo khó họ vẫn sống vui vẻ. Và ở đây sự nghèo khó nó không có động từ gì hết, nó chỉ là cụm danh thôi. Vậy thì các bạn không có dùng though được. Sao though là S cộng V, nên mình chỉ có thể dùng despite. Despite mang nghĩa là mặc dù, nhưng sau lưng nó cộng với now phrase, được chưa? Câu 15. Học sinh hoàn thành bài kiểm tra tốt vào ngày hôm qua. Mặc dù nó khó đúng không? Mặc dù cái sự khó của nó. Vậy thì ở đây its difficulty là một cụm danh từ, vậy mình bắt buộc phải dùng in spite of. Câu số 16. Chúng tôi đi cái chuyến cắm trại đến núi Tây Ninh. Mặc dù thời tiết cực kỳ nóng. Và ở đây mình có chủ ngữ nè, có động từ chính nè, đúng không? Vậy thì ở đây các bạn bắt buộc phải dùng although. Câu tiếp theo. Đồ ăn đã không trông ngon. Tuy nhiên nhiều người lại thích ăn nó. Vậy chỉ cần dùng gì thôi. However. Câu tiếp theo. John thành công trong cái kỳ thi giữa kỳ. Đây nè, anh ấy làm việc chăm chỉ, anh ấy học hành chăm chỉ gì đó đúng không? Bởi vì. Và ở đây mình thấy chỉ là một cụm danh từ thôi. He's. Và phía sau này cụm danh từ nha mấy bạn, mặc dù nó dài nhưng đây là cụm danh từ. Vậy thì các bạn bắt buộc phải dùng because of. Rồi, câu tiếp theo, câu 19. Anh ấy đã không dừng xe hơi của ảnh. Rồi, đèn đỏ đúng không? Đúng rồi. Anh ấy không dừng xe mặc dù đèn đỏ. Mặc dù ở đây mình sẽ dùng on though. Lý do là bởi vì có S nè, có V nè. Đúng không? Câu tiếp theo, câu số 20. Hôm nay thời tiết ở miền Nam Việt Nam 32 độ C. Chấm chấm chấm. Thời tiết ở miền Bắc thì cực kỳ lạnh. Hai này đang trái nghĩa với nhau thì các bạn dùng by contrast, trái lại đúng không nào? Rồi, câu số 21. Cô ấy muốn đi ngủ sớm. Bởi vì cái sự mệt của cô ấy. Vậy thì đây các bạn dùng, đây là cụm danh từ thì mình sẽ dùng because of. Câu số 22, chấm 3 chấm, anh ấy phải chăm sóc mẹ của ảnh ở bệnh viện. Anh ấy không thể tham gia cái bữa tiệc vào ngày hôm qua. Đúng rồi, bởi vì anh ấy phải chăm sóc mẹ nên anh ấy không tham gia được. Cái này là tiếng Việt nha các bạn dịch được câu rồi các bạn chọn là do tiếng Việt hết á. Chứ không phải tiếng Anh nó chỉ có rơi vào là S cộng V hay là cụm danh từ hay không mà thôi. Phần này nó lại nghiêng về cái việc giỏi tiếng Việt nhiều hơn nha mấy bạn. Rồi, vậy đây sau lưng là S cộng V nên bắt buộc phải dùng because.
Câu số 23. Brian đã từng là một người rất năng động, nhưng bây giờ anh ấy phải hạn chế hoạt động của anh ấy bởi vì các vấn đề sức khỏe. Đúng không? Bởi vì ở đây chỉ có mỗi chữ because of thôi. Câu 24. Tôi không thể lái cái xe đạp bởi vì không có không khí trong cái vỏ xe, có nghĩa là lốp nó xị trơn rồi. Bởi vì, và ở đây là there isn't, có isn't là biết ngay có động từ chia thì cứ dùng because thôi. Tôi vẫn đến lớp đúng giờ mặc dù tôi đã miss my bus, là bỏ lỡ xe buýt, đúng không? Nó có S, có V đàng hoàng. Vậy thì các bạn phải dùng even though. Câu 26. Cô gái thích đi cắm trại hơn chấm 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 cậu con trai muốn đi leo núi. Đúng rồi, dùng by contrast. Nhưng trái lại, cô gái thích đi cắm trại, nhưng mà bạn này lại thích leo núi hơn. Câu 27. Hầu hết mọi người thích xem kịch bởi vì nó rất là vui, entertaining. Vậy mình dùng because. Câu 28. Chấm chấm chấm. Mình thích chương trình thể thao, anh ấy vẫn xem chương trình động vật. Đúng rồi, mặc dù mình thích thể thao nhưng mà anh ấy vẫn xem chương trình về động vật. Câu tiếp theo. Chúng tôi quyết định đi đến trạm để bắt xe buýt mặc dù trời mưa, đúng không? Đâu, đúng rồi. Emma luôn luôn vui vẻ chấm ba chấm. Cô ấy đã phải đấu tranh rất nhiều với cái sự trầm cảm, sự buồn bực gần đây, đúng không? Mặc tuy nhiên, đúng rồi, tại vì chỗ này nó có dấu phẩy, điền mặc dù vô đây, although nó không có phẩy được, despite nó cũng không phẩy được luôn, because cũng không phẩy được, chỉ có một ông có dấu phẩy phía sau lưng được là however. Vậy câu này nếu như xét về ngữ pháp trước thì câu D này xài trước được nha. Rồi. Uống đồ uống có cồn có thể có ảnh hưởng tiêu cực đối với não bộ và hành vi của con người. Chấm chấm chấm, nó còn dẫn đến vấn đề về sức khỏe. Vậy là câu trước mang nghĩa xấu, câu sau cũng mang nghĩa xấu, là mình thêm ý, đúng không? Vậy thì mình dùng chữ gì? Đúng rồi, moreover, thêm vào đó. Câu 32. Tăng sự nhận thức về bạo lực mạng. Sự nhận thức về mạng xã hội, đúng không? Các chiến dịch, nhận thức về cái mạng xã hội, tập trung vào việc phát triển an toàn mạng. Vậy thì đáp án của câu 32 chính là đúng rồi, in addition to. Ngoài cái việc tăng nhận thức về bạo lực mạng thì cái chiến dịch để tăng nhận thức về mạng xã hội còn tập trung vào việc phát triển an toàn trên mạng. Câu số 33. Tỷ lệ tội phạm trong khu vực đã tăng, vì vậy mọi người được yêu cầu là phải keep an eye out, là phải sao? Quan sát và phải report những cái gì mà đáng nghi. Vì vậy là therefore thôi. Sao therefore dấu phẩy nữa nè. Rồi câu 34. Mặc dù những lời cảnh báo về tầm quan trọng của cái việc đi học, Tom vẫn skip class, là gì? Bỏ lỡ các buổi học in spite of. Cộng vật in. Câu 35. Anh em trai của Sarah trở nên aggressive, là hung hăng ở mọi thời điểm. Đúng rồi, bởi vì nó tiếp xúc với game bạo lực, because of. Câu 36. Anh ấy đã trải nghiệm cái việc bị tấn công bằng lời nói.
Rồi sao nữa? Như là một kết quả, anh ấy đã phải chịu cái việc trầm cảm trầm trọng. Câu số 37. Mặc dù phải làm, có nhiều bài tập để làm, Tom vẫn quyết định đi ra ngoài chơi với bạn. Các bạn thấy ngay vọc in ở đây. Vậy thì mặc dù ở đây chắc chắn là dùng chữ despise rồi. Câu 38. Ba của tôi nấu ăn thấy ghê, awfully. Mẹ tôi lại là một đầu bếp tài năng. Vậy là hai cái trái ngược đúng không? Thì mình dùng by contrast. Câu 39. Ngoài cái việc cung cấp một cách để vui chơi, mạng internet còn giúp chúng ta học hành dễ dàng hơn. Moreover là phải có dấu phẩy, besides phải có dấu phẩy. Vậy thì mình chỉ có thể là câu C thôi, mặc dù nghĩa của tụi nó giống ha. Câu số 40. Tôi đã không nộp bài tập đúng giờ, đúng hạn. Và như là một kết quả, thầy cô gì đó đã không cho tôi vào lớp. Rồi, bây giờ mình qua phần writing. Đối với phần writing này thì người ta sẽ yêu cầu các bạn viết lại câu với từ it is hoặc là it was. Nghe chưa các bạn? Vậy thì đây các bạn viết, mình sẽ để ý ha. Các bạn muốn viết là it is hay it was, mình sẽ đầu tiên là mình quan tâm đến động từ, coi thử cái thì của cái câu đó là thì gì. Vậy thì câu đầu tiên các bạn sẽ thấy người ta dùng was. Vậy thì was này chính là thì quá khứ. Mà quá khứ thì câu dưới này mình sẽ dùng it was. Được chưa? Và người ta kêu các bạn viết lại câu sử dụng object. Cô sẽ giải thích lại một lần cho các bạn hiểu. Một câu của mình, subject, object và adverbial nó nằm ở đâu? Đây, ví dụ cô nói là I leave. I like apples. Vậy thì I ở đây chính là chủ ngữ đúng không? Vậy chủ ngữ viết tắt của nó chính là S đó, là subject. Được chưa? Like là động từ. Vậy thì apples là cái danh từ phía sau lưng động từ chính là tân ngữ. Các bạn nhớ dùng cô, subject sẽ đứng trước động từ, object sẽ đứng sau lưng động từ. Tới đây kịp rồi đúng không? Vậy tương tự cô có một câu là I play football on Sundays. Vậy thì subject của mình ở câu này chính là chữ I. Subject đứng trước động từ chính đúng không? Mà động từ ở đây của mình chính là chữ play. Vậy thì football chính là tân ngữ. Đúng rồi. Object là những ông đứng sau lưng động từ. Nhớ vậy cho cô nha. Tiếp theo mình có cái cụm là on Sunday. Cứ mà liên quan đến thời gian và nơi chốn thì ông này sẽ được gọi là adverbial. Nhớ nha. Cứ liên quan đến thời gian và nơi chốn sẽ là adverbial. Và nhớ là thời gian nơi chốn mà nó đi chung giới từ là phải bưng luôn ông giới từ đi theo. Tương tự, on Sunday là thời gian đúng không? Cô cho các bạn một câu khác nè. I live in Ho Chi Minh City. Vậy thì câu này mình có động từ chính là chữ live. Chủ ngữ của mình là ai đúng không? In Ho Chi Minh City, rất tiếc ở đây nó không phải là tân ngữ không, mà các bạn sẽ xác định nó. In Ho Chi Minh City là nơi chốn đúng không? Mà nãy cô mới nói adverbial sẽ bao gồm nơi chốn và thời gian. Vậy thì in Ho Chi Minh City ở đây chính là nơi chốn. Vậy thì anh này chính là adverbial. Kịp chưa? Vậy thì cái câu này các bạn thấy người ta yêu cầu các bạn tìm gì? Objects. Đúng không? Câu mà người ta đã yêu cầu mình tìm object thì mình sẽ kiếm động từ chính trong câu. Và mình làm gì? Phía sau động từ chính chính là object. Và ở đây các bạn thấy động từ chính của câu chính là was taking part in đúng không? Tham gia vào cái gì đó. Vậy thì the contest ở đây chính là object. Vậy thì mình sẽ ghi là it was. Người ta kêu là focus vào object. Vậy thì mình sẽ ghi là it was the contest.
Tới đây kịp đúng không? That. Nhớ là phải thêm chữ that vô nha. Sau cái từ người ta yêu cầu chính là chữ that. Nhớ dạy giùm cô. Rồi, còn lại nhiêu? Chép lại. That he's worth taking. Take part in at 9 o'clock last night. Dễ không? Easy đúng không? Câu tiếp theo nè. Câu tiếp theo người ta lại yêu cầu mình tìm object nữa. Phải muốn tìm được object bắt buộc phải kiếm được động từ, mà động từ là didn't invite, không mời. Vậy thì object chính là cái danh từ đi ngay sau lưng là my old boyfriend. Đúng không? Vậy thì khi mình viết lại, mình sẽ viết là it. Câu này didn't quá khứ, vậy mình dùng it was. Rồi object là my old boyfriend. That. Nhớ nha. Sau cái từ người ta yêu cầu điền, các bạn sẽ phải thêm chữ that vào. Còn như chép lại. Câu này cô sẽ dịch nghĩa cho các bạn xem. Nó chính là, đó chính là cái người bạn trai cũ. Cái người mà tôi đã không mời đến bữa tiệc của tôi. Được chưa? Có nhiều bạn hỏi cô là ồ cô ơi, vậy sao không đưa nguyên cái cụm là my old boyfriend to the party là cái object luôn vậy cô? Vậy thì nếu như các bạn đưa nguyên một cái cụm này vô làm object luôn. Cô ví dụ nha. Đây cô viết lại câu khác mà cô dùng dạng vậy là it was. Là các bạn đòi lấy hết phần phía sau lưng là my old boyfriend to the party làm object luôn á. Thì khi các bạn dịch câu nó trớt quớt hả? Thì hiển nhiên mình xài không được. Sau khi làm xong nhớ dịch lại câu coi đúng hay không nha. Vậy thì nếu như câu này mà các bạn làm kiểu này thì dịch vô nó sẽ kỳ lắm. Đó chính là bạn trai cũ đến bữa tiệc mà tôi không mời. Có nghe nó lạ lạ không? Nó cấn cấn tiếng Việt lắm luôn á. Các bạn dịch mà các bạn thấy cấn cấn tiếng Việt là nó sai rồi đó. Nhớ nha. Vậy nên xài không được. Mình chỉ xài tới my old boyfriend thôi là hết. Được chưa? To the party ở đây chính là adverbial, chỉ nơi chốn đó. Rồi câu số 3. Người ta kêu mình tìm adverbial. Mà adverbial thì mình sẽ ưu tiên thời gian và nơi chốn. Đây mình có thời gian chính là at the moment nè, ngay bây giờ nè. Vậy thì mình sẽ bắt đầu viết lại. Began là quá khứ, vậy câu này vẫn tiếp tục viết là it was. Được chưa? Câu 8 này tí nữa cô chỉ các bạn làm. It was. Rồi adverbial của mình chính là at the moment. Chép xuống. That. Còn lại nhiêu? Chép lại hả các bạn? Là nó sẽ ra nghĩa liền. Dịch tiếng Việt là ra liền à. Đó chính là ngay bây giờ, ngay cái thời điểm đó, at that moment. Cái thời điểm mà tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Rồi. Tiếp theo câu số 4. Người ta kêu mình tìm subject. Subject là dễ tìm nhất. Subject là chủ ngữ đó. Chủ ngữ sẽ đứng trước động từ. Và câu này động từ chính chính là chữ a noise. Mà really nó đi chung với động từ nha các bạn. Vậy động từ chính của mình là really a noise. Vậy thì nguyên cái ông phía trước này chính là chủ ngữ. Vậy thì câu này các bạn thấy a noise sẽ thêm s nè. Ai cho gì mình ít, mình chê cái mình. Vậy thì nó chính là thì hiện tại đơn. Vậy thì câu này không dùng it was nữa. Nó đang ở hiện tại nên mình phải dùng là it is. Rồi subject mình bê vô đây. His attitude towards other people. That. Rồi còn lại như chép lại thôi. Đó chính là thái độ của anh đối với người khác. Cái mà làm cho tôi vô cùng khó chịu. Các bạn có thấy người ta nhấn mạnh vô cái thái độ không? Rồi được nha. Câu số 5. Tôi đã không quyết định để trì hoãn cái trận đấu. Và người ta kêu mình focus vào object. Động từ chính của mình là quyết định trì hoãn đúng không? Vậy thì object của mình chính là phía sau lưng, the match. Vậy thì mình viết lại là it was. Quá khứ nha. The match that I didn't decide to postpone.
Xong. Rồi thêm câu 8 nữa nha. Những câu còn lại là cô cho đáp án. Nếu như các bạn không hiểu, các bạn có thể comment bên dưới video, cô sẽ giải thích lại cho nha. Cứ thoải mái comment, cô sẽ giải thích. Rồi, câu số 8 người ta yêu cầu các bạn tìm adverbial. Mà đã là adverbial thì mình sẽ luôn luôn ưu tiên thứ nhất là thời gian và thứ hai là nơi chốn. Và ở đây các bạn có ngay thời gian là on Monday. Vậy thì mình sẽ viết lại câu là it have, đây là hiện tại rồi. Vậy thì mình dùng it is. Rồi, nguyên này ha. On Monday. Rồi, that. Còn lại nhiêu? Copy xuống. Rồi, copy anh này xuống luôn. Hiểu chưa các bạn? Rất là đơn giản nha. Các bạn nhớ giùm cô là việc đầu tiên vô là mình phải xác định được động từ. Kiếm được động từ xong rồi, sau đó những việc còn lại sẽ vô cùng đơn giản. Subject chính là chủ ngữ. Object là tân ngữ, là cái âm đi ngay sau động từ. Tiếp theo chính là adverbial. Adverbial sẽ liên quan đến thời gian và nơi chốn. Nhớ vậy thôi là sẽ làm được hết. Rồi bây giờ cô sẽ show đáp án. Các bạn sẽ check lại xem mình đã làm đúng hay chưa nha. Nếu như có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, cô sẽ cố gắng để giải đáp hết cho các bạn nha. Dừng video lại để xem nha các bạn. Rồi câu 18 đến câu 26. Rồi câu 27 đến câu 35. Không kịp dừng video xem nha, cô sẽ không đợi cho các bạn check từng câu được nha. Rồi phần cuối cùng đến câu 40. Rồi các bạn đã ok hết chưa? Alright. Vậy thì buổi học ngày hôm nay kết thúc ở đây ha. Let's call it a day. Thank you for joining me and good luck for your exam. Bye bye.